Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Dạ Nam Mô Phật, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Sáng hôm nay con xin phép đọc lại bài kệ Hạnh Phúc Độc Cư. Hạnh phúc độc cư. Một mình rời xa chúng, độc cư chốn cô phong. Lòng hỏi lòng thích không, tâm gật đầu vui lắm. Tìm đâu chân an lạc, giữa biển khổ mênh mông. Về hải đảo tự thân, nơi quy y tối thượng. Muôn vạn lần suy xét, chờ chính mùi viễn ly. Nay phải thời hợp lúc, lòng tràn ngập niềm vui. Độc cư là hạnh phúc, xả bỏ tâm thế gian, xả bỏ tâm danh lợi, xả bỏ tâm theo đời, về với tâm an tịnh, về với tâm an bình, về với tâm an lạc, về với tâm an nhiên. An nhiên giữa núi rừng, rời xa mọi hơn thua. Đúng sai cùng phải quấy, đã khiến tâm mệt nhừ. Giờ quay về tĩnh lặng, giờ quay về lặng yên, giờ quay về vô sự, giờ quay về thiên nhiên. Ta thấy mình nhẹ nhàng, ta thấy lòng thanh thản, ta thấy tâm thư thới, ta thấy mình thoát đời. Thoát ra đầm lầy dục, thoát ra biển lửa sân, thoát ra đêm dài si, thoát ra tâm tù ngục, thoát ra tâm nhỏ hẹp giữa núi đồi bao la, thoát ra tâm tìm tòi những dục lạc thấp hèn, nơi trời cao đất rộng, tâm trải rộng vô biên. Thoát ra sự toan tính, được mất của bọt bèo, những điều vô giá trị, như mây khói sương mù. Thoát xa mọi khuynh nhục, đầy được mất hơn thua. Nhiều đúng sai phải quấy, bao ích kỷ tranh đua. Lòng
ta sao dễ chịu, thật lắng dịu làm sao, thật an lành tột độ, thật giác ngộ bình yên. Này ta buông bỏ hết tất cả thứ tầm thường, những hư danh ảo tưởng, tâm ta hướng thượng lên. Này ta buông bỏ hết những thứ vô nghĩa này, những thứ vô ngã này, ta về với tâm ta. Này ta buông bỏ hết những thứ vô dụng này, những thứ vô tình này, ta về với từ tâm. Này ta buông bỏ hết những cảm thọ vô sỉ, không hổ thẹn sợ lỗi, ta về tâm tàm quý. Này ta buông bỏ hết những cảm thọ vô tri, vô cảm trong cảnh khổ, ta về với minh trí. Này ta buông bỏ hết những cảm thọ vô dụng, tâm trơ trẽn ngơ ngáo, ta về với dụng tâm. Này ta buông bỏ hết những thứ vô nghĩa này, vô tình cùng dối trá, ta về với như chân. Này ta buông bỏ hết những thứ vô ân này, chẳng biết ơn nhớ ơn, ta về với chân nhân. Ôi nay ta hạnh phúc, tĩnh lạc trên cô phong. Ôi nay ta vui sướng, thoát ra cảnh vô thường. Ôi nay ta hoan hỷ với cuộc sống viễn ly. Ôi nay ta phấn khởi, từ bỏ được thối đời. Ôi nay ta tràn ngập niềm vui của xuất ly. Hồi nay ta khỏe quá, đi ra tâm đê hèn, hạ liệt của phàm phu, say mê trong dục vọng, đòi hỏi mãi khát khao. Tâm ta nay no đủ, pháp nhũ bậc thánh hiền, tâm ta nay hướng tới trí tuệ bậc chân nhân. Ta không còn tìm kiếm những thú vui thấp hèn, những thú vui xa đọa, những thú vui si mê. Ta nay vui thanh thoát,
Niềm vui của xả ly, niềm vui của tịnh lạc, niềm vui của an lành. Này ta vui an tịnh, lắng dịu mọi dục tham, lắng dịu những bản ngã, lắng dịu những hận sân. Này ta vui nhàn tịnh, non xanh cùng mây bạc, trời đất rộng bao la, hỷ xả lòng vô lượng. Kính thưa đại chúng, bài này được sư phụ viết tại núi Cô Phong Đảnh vào lúc 4:30 ngày 5 tháng 2 năm 2024, nhằm 26 tháng 12 năm Quý Mão. Bộ Phật kính mời đại chúng, chúng ta cùng chiêm nghiệm lại những dòng kệ của sư phụ trong bài Hạnh Phúc Độc Cư. Rồi con kính mời đại chúng, chúng ta cùng nhau chia sẻ. Mô Phật, những ngày qua những vị mà được về núi tu tập cũng hay chia sẻ những cảm xúc của mình khi được trở về nơi rừng núi đồi xa vắng, được tu tập cùng với các thầy các sư cô. Mình cảm nhận được những gì khi tu tập tại nơi rừng núi linh thiêng này. Con cũng kính mời các vị ha, chứ không chỉ là các thầy các sư cô không. Thank you.
con về núi một năm rồi, nhưng mà con xin được chia sẻ những cái suy nghĩ của mình. Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ơn Đức Thế Tôn. Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ơn Đức Sư Phụ, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc đồng phạm hạnh. Khi mở dưới núi, các cái vị họ hát karaoke Tết 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 đến rồi, và ni sư đi ngang qua và ni sư nói với con: chết 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 đến rồi. Con nói: ô, bài hát này thật là hay, con phải hát tiếp cái bài này. Và sau đó thì con thêm vào là thay vì là Tết đến trong tim mọi nhà thì con hát là Tết chết đến trong tim mọi nhà, chết đến trong gan mọi nhà, chết đến trong ruột mọi nhà, chết đến trong đầu mọi nhà. Khi mà mình có người thân mất á, thì cái tim mình đau nhói, bị bóp chặt, hoặc là có thể là người bị chết vì bị đau tim, đau bao tử, đau ruột, cũng có thể là bị tham sân si hành hạ nhau làm cho nhức đầu nhức óc, làm cho ruột gan như bị bóp chặt, bị thắt chặt, như là mình muốn chết, chết lặng đi vì cái ngọn lửa của tham sân si bản ngã. Khi mà trên con đường đi xuống Sài Gòn á, thì con gặp rất là nhiều hàng bị trả về, gặp rất là nhiều những cái xe cứu thương chở các cái hàng bị trả về, các bệnh nhân bị trả về từ bệnh viện. Và chính bản thân con cũng như ni sư, trong khi mọi người đang chuẩn bị Tết thì mình đem những cái món hàng quý giá nhất của mình, cha mẹ mình, mang ra nghĩa địa để chôn. Và đi dọc đường thì con cũng nhìn thấy là những cái ngôi nhà sao mà nó nhỏ xíu à, nó nhỏ như là những cái thùng mì, nó nằm ở dọc đường, tăm tối, âm u, lạnh lẽo. Và về tới Sài Gòn thì thấy những cái tòa nhà cao ngất lên, phải ngẩng đầu lên thì mới nhìn thấy được, sạch sẽ, bóng loáng. Con nghĩ là nếu mà không chánh niệm một chút xíu á, là sẽ vào ở những cái ngôi nhà mà âm u to bằng những cái thùng mì như vậy, bất kể là người nào giàu hay nghèo. Có thể là một cái phút trước là ở trong những cái tòa nhà cao ngất trời như vậy, và một phút sau thì có thể là đi vào những cái ngôi nhà âm u, lạnh lẽo, ven đường. Và khi mà vừa mới ra khỏi chùa thì cũng là rất là may mắn, chú lái xe chú rất là chánh niệm, chứ một cái con chó bông nó phóng thật là nhanh đi ra giữa đường. Nếu mà chú mà không cẩn thận thì chó bông trắng đã trở thành đỏ loét, đỏ chóe như là cái cục bông gòn rồi, thân thể sẽ dập nát như nát tương, như nát tơi nát tả. Rồi con cũng thấy rất là nhiều những cái quán ăn dọc đường, cứ vài ba căn nhà lại có những cái quán ăn ếch xào, rồi bò bít tết, bít luôn cái tết, bít luôn cái tết của những cái con bò. Mình ăn uống, mình vui sướng, mình hả hê, nhưng mà đau khổ cho các cái chúng sanh khác. Và có một cô kể với má con là ngày xưa trước khi mà cô bán đồ chay á, thì cô bán ếch, mà cô dùng những cái dây kẽm
đâm chọt thẳng vào mắt những con ếch và sâu nó lại với nhau. Thì thật là hạnh phúc khi mà được tu tập, được xả bỏ cái tâm theo đời, xả bỏ tâm thế gian, xả bỏ tâm danh lợi, thấy được mình thoát đời, thấy được lòng thanh thản, thấy được tâm thư thới, thấy được cái tâm bình yên, yêu thương chúng sanh, thương cho cái đời sống ngắn ngủi mong manh của mình và chúng sanh. Con và ni sư Tết này gửi những cái thùng hàng rất là đắt tiền đi đến nghĩa địa, trong đó là những cái món hàng quý giá, đó là thân xác của người thân của mình. Rồi đây cũng sẽ đến phiên chúng con sẽ được những người khác đóng chúng con vào những cái thùng và gửi đi, mà cái địa chỉ thì không có biết. Cho nên những cái giờ phút tu tập được rất là quý giá. Như sáng nay được nghe bài kinh về tất cả đều bị bốc cháy, con thấy thấm vô cùng. Tất cả đều bị bốc cháy bởi ngọn lửa vô thường, đều bị bốc cháy bởi tham sân si. Thật là hạnh phúc khi mà được học pháp của Thế Tôn. Mỗi ngày đều được tẩm ướt bằng giáo pháp của Thế Tôn, thay vì tẩm ướt bằng những cái thú vui tạm bợ, hay là thay vì tẩm ướt bằng những cái bột ngọt, muối đường và những con ếch, con bò, thì chúng con được thấm đẫm giáo pháp của Thế Tôn. Thế Tôn ơi, con thật là biết ơn Ngài. Sư phụ cùng tất cả các bậc hiền trí, con thật là biết ơn tất cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Sư Phụ và cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và các bậc hiền trí. Sáng nay thời khóa đọc Tam Bảo, đọc Pháp Bảo, hai bài Pháp mà bài bốc cháy và bài hạt cải, hai bài trong rất nhiều bài rất là hay nói về khổ và khổ tập. Thì trong những ngày cuối năm này, sự ra đi của mẹ của Ni Sư và mẹ của cô Diệu An là một minh chứng rất rõ ràng cho sự vô thường, về lý vô thường, một sự hiển hiện trong những ngày Tết này. Sư phụ hôm nay cho chúng con đọc bài, chiêm nghiệm bài Hạnh Phúc Độc Cư. Đây là những điều mà tất cả
mỗi mỗi chúng con đều đang hướng đến sự diệt khổ và con đường diệt khổ, hướng đến sự thoát khỏi những tâm chúng sanh, tâm phàm phu, những tâm nhiễm lậu hoặc dục lậu. Và tất cả con biết rằng mỗi người, mỗi vị tu hành ở đây đều đang hướng đến những điều đó. Con cũng là một trong những điều đã bắt đầu và đang khao khát những điều đấy. Đây là một vài lời con xin được góp trong buổi trình pháp này. Con biết ơn Đức Thế Tôn, Bậc Đạo Sư và Sư Phụ Tôn Kính. Con biết ơn Đức Chúng Như Hải của Đạo Tràng chúng ta. Con biết ơn từng vị vì có những đức hạnh mà rất là quý đã giúp cho con được tăng trưởng dù đang dù ít ỏi mỗi ngày mỗi ngày, và con được hòa nhập, con được tinh tấn đi đến hướng đến cái con đường được thoát khổ. Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được dừng ạ. Con kính lễ trên Sư Phụ Bậc Ân Sư Tôn Kính. Con kính lễ trên quý Thầy, quý Ni Sư, quý Sư Cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Con xin trình pháp về cảm thọ về bài Hạnh Phúc Độc Cư của Sư Phụ. Con tự nhìn lại bản thân mình, con cũng đang rất là hạnh phúc vì con được thoát ly ra được gia đình về núi tu tập. Đó là một điều con cảm thấy mình rất là may mắn. Khi những ngày cần tới, con cũng rất là đại trước, rất nhớ về cái ngôi nhà, những người thân. Nhưng khi con ngồi con chiêm nghiệm nhìn lại thì hiện tại những người thân, những người dưới chân núi đang tất bật bon chen trong những ngôi chợ chật kín người, chạy ngược chạy xuôi mua sắm tất bật. Con nhìn lại bản thân mình thật là an nhiên, thật là hạnh phúc khi mỗi ngày, mỗi buổi sáng thức dậy, con được nghe và tụng pháp bảo, và hàng ngày con được sống trong pháp. Con nhìn lại con rất thương những người thân con, rất là khổ, khổ trong cái dòng đời cơn gắng gạo tiền chạy ngược chạy xuôi. Nhìn lại mình thật là may mắn, may mắn khi gặp được chánh pháp,
gặp được bậc ân sư đã chỉ đường mở lối cho con đi. Chứ nếu không, giờ này con cũng giữ những người thân của con bằng bon chen, bằng chạy ngược chạy xuôi, tất bật đau tất bằng tối. Rồi tương lai sẽ đi về đâu? Con thành kính tri ân trên sư phụ rất nhiều vì bài hạnh phúc độc cư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành tâm kính lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Con thành tâm kính lễ trinh bậc đạo sư tôn kính. Con thành tâm kính lễ trinh bậc sư phụ đầy lòng từ bi cao cả của chúng con. Con thành tâm kính lễ quý thầy quý cô cùng các bậc hiện trí đang hiện diện ở nơi đây. Đệ tử con trong 2 ngày qua được về núi với lòng thật là hân hoan tràn ngập. Khi 3 tuần trước con đã quyết định là mua vé về đây ngày 27 Tết để ăn Tết trên ngôi nhà này. Trong lòng của con rất là nôn nóng khi ngày 27 con được ngồi trên xe. Tâm con thật là hạnh phúc. Hạnh phúc cũng giống như bài hạnh phúc độc cư của sư phụ sáng nay con được nghe. Và tâm con rất là hân hoan. Ý hành con nói rằng là con được thoát nợ rồi, con được là ra tù rồi. Con không còn ở được, con không còn ở trong cái ngôi nhà tù ngục của con nữa. Con được về thăm những người quý thầy quý cô thân thương của con. Và con rất là hạnh phúc khi con đang ngồi trên xe. Hạnh phúc vì con được về đây trong cái dịp Tết này, tránh được những cái ngũ dục lục trần bên ngoài của nơi thành phố mà con rất là chán ngán, con rất là mệt mỏi. Trong khi đó, những ngày này những người thân quen của con đều ngạc nhiên hỏi sao năm nay con không ăn Tết ở đây. Con nói con đi trốn nợ đời, vì đời này đã tạo cho con rất là nhiều cái đau khổ. Khi con được về nơi đây cũng giống như là sư phụ đang sống hành độc cư, đối với con cũng rất là hạnh phúc. Hạnh phúc vì được xa lìa những cái nơi mà làm cho con người thêm nhiều cái dục lạc, tham sân si. Những nơi tạo thêm nhiều nghiệp
Trên tâm con trong 3 ngày qua con rất là cảm thấy là hạnh phúc, rất là tràn ngập niềm hỷ lạc. Con mong là những ngày tới đây được tu tập ở ngôi nhà này, và trong khóa tu sắp tới con sẽ học thêm được nhiều những cái kiến thức, những cái bài pháp mà sư phụ sẽ giảng, để cho con có thêm được những cái động lực, những cái lợi ích, những cái bổ ích để khi mà con xuống núi để làm hành trang cho con, và con được vững tâm hơn trong cái bước đường tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được cung kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Con xin được cung kính đảnh lễ ân đức trên bậc ân sư tôn kính. Con xin được cung kính đảnh lễ ân đức trên chư tôn thiền đức tăng ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Sáng nay chúng con thật sự diễm phúc khi được sư phụ sách tăng chúng con trong bài kệ hạnh phúc độc cư. Thật sự khi con được lắng nghe từng lời trong bài kệ của sư phụ thì niềm xúc động và sự hạnh phúc dâng trào trong con. Con xin được chia sẻ những dòng xúc cảm dạt dào ấy. Hiện tại, thế gian đang tất bật, đang lăng xăng để chuẩn bị đón một mùa xuân với ý nghĩa của phàm tình, trong những niềm vui của phàm tục. Thế gian đang ăn mừng sanh tử, đang ăn mừng cái khổ, đang ăn mừng cái vô thường, cái tạm bợ, cái rỗng không, cái vô nghĩa. Thế giới đang lao theo thời gian để đón sanh già bệnh chết, đang bị tử thần đến gần, đang bị chìm đắm trong sống chết. Nhưng chúng con tại non thiên linh quy pháp ấn, mỗi ngày đều được chào đón mùa xuân với những niềm vui thánh thiện, thanh cao, hoan hỷ. Vì chúng con đang được bậc ân sư sắp tắng cho chúng con mỗi ngày. Chúng con đang được tu học, đang được thực tập, đang được huấn luyện, đang được đào luyện, đang được rèn luyện trong thánh pháp cao đẹp tối thượng trên cuộc đời này. Thật hạnh phúc thay cho chúng con trong thế giới ô trược đầy tham dục, tham ái, tham vọng đến điên cuồng. Ác tham không còn giới hạn như hiện nay,
nhưng chúng con đang được hạnh phúc khi chúng con hướng về thế giới, thì chúng con cảm nhận được những con người độc ác đến điên cuồng đang hủy hoại, hủy diệt cả nhân loại, muôn loài, và cũng đang tự hủy diệt chính mình bằng những ngọn lửa tham sân si, những ngọn lửa tam độc đang cháy rực, đang cháy đỏ, thiêu đốt cả thế gian. Tất cả chúng sinh đang gào thét, đang đau đớn tột cùng với tiếng kêu than, than khóc trong biển máu, trong biển nước mắt. Đau khổ và khổ đau phủ chùm, vây kín. Tất cả chúng sinh đang bị nhận chìm trong thiên tai, động đất, sóng thần, bão tố, hạn hán, đói khát, những đại thảm họa từ thiên nhiên, những đại thảm họa từ con người gây tạo. Những bất chắc, những tai họa bất thình lình, những nguy hiểm, những tác hại luôn rình rập trong cuộc sống là quá nhiều, cùng những cuộc chiến tranh vô nghĩa với những mưa bom, lửa đạn, vũ khí hiện đại để giết chóc, để phanh thây, để tan xác. Con người đang dùng sự thông minh để chế tạo ra những vi khuẩn cực độc, chết người. Máu và máu đổ xuống, mạng người như cỏ rác. Trong sự tàn độc, mất hết nhân tính của những con người đã đem tâm hồn bán rẻ cho ác ma điều khiển sai sử, làm nô lệ cho ác dục, ác tham, dục vọng, tham vọng, cuồng điên, muốn thống trị cả vũ trụ, thật là không tưởng. Nhưng họ đâu biết rằng tất cả thế gian đều bị bốc cháy trong ngọn lửa vô thường. Thân xác con người rồi sẽ già nua, bệnh tật, rồi chết đi. Những ngôi nhà đẹp đẽ sẽ lụi tàn, những vương quốc to lớn rồi cũng tiêu vong. Những gì con người đắm luyến rồi cũng tàn hoại. Con người thật sự nhỏ bé trong vũ trụ mênh mông vô định này, thật là đáng thương xót và thật là xót xa. Bởi vì tự cho mình thông minh và cũng bị chính sự thông minh ấy hủy diệt lại chính mình. Mạng người trong hơi thở, nhưng mấy ai nhận rõ biết được điều tối thượng này ẩn chứa trong đời sống này là phập phồng, sợ hãi, là bất an lo lắng, là không biết chuyện gì sẽ xảy đến, là mong manh, là tạm bợ. Rồi đạo đức, nhân cách sống của con người trong thời đại hiện nay đang trên đà lao dốc xuống vực thẳm, không còn luân thường đạo lý, tội ác đã đến tột cùng. Thưa ân sư tôn kính, chúng con thật là hạnh phúc. Chúng con được ánh sáng của trí tuệ từ Đức Thế Tôn giúp cho chúng con, để chúng con quán sát, suy tư, chiêm nghiệm sự thật, bản chất, thật tánh của cuộc sống này, thế gian này. Chúng con thật thấy mình quá hạnh phúc, quá phúc báo, vì chúng con đang có một đời sống thanh tịnh, thanh cao, với phương pháp thực hành minh bạch, thiết thực hiện tại. Chúng con đang được thực tập để trở thành những con người cao đẹp, hiền thiện, thánh thiện, thanh cao trên cuộc đời này. Đã vô lượng sanh tử rồi,
lượng nước mắt chúng con đã phải rơi, vô lượng dòng máu đỏ chúng con đã phải đổ xuống trong dòng sanh tử này. Nước mắt và máu của chúng con còn nhiều hơn cả biển lớn. Mà đời này chúng con được gặp thánh pháp của Thế Tôn, đối với chúng con là quá thần diệu, quá vi diệu. Chúng con thật xúc động, thật rung động, thật chấn động, thật sung sướng, thật phải bật khóc vì quá hạnh phúc đến phải. Và ngay trong giây phút này, lòng biết ơn trong chúng con đang dâng trào như suối nguồn trong lành, bất tận, chấn động vì chúng con thấy được thực pháp đang vận hành trong thân tâm. Khi chúng con có những sân si, những tham lam, những ác bất thiện pháp hiện hữu trong thân tâm, chúng con nhận diện được chúng và nương nhờ vào chánh pháp của Thế Tôn, nương nhờ vào lời dạy từ bậc ân sư tôn kính, để chúng con quay vào tâm mình, cố gắng nhiếp phục và đoạn tận chúng. Thật là hạnh phúc trong những giây phút mà đón một mùa xuân. Nhưng chúng con không đón mùa xuân như thế gian đang đón, mà chúng con đang đón một mùa xuân trong niềm hạnh phúc tối thượng. Chúng con thật sự cảm ơn trên bậc ân sư tôn kính sự hy sinh của Ngài quá vĩ đại, một sự hy sinh thầm lặng mà muôn lời nói chúng con cũng thật khó có thể diễn đạt hết. Những gì mà chúng con đang đón nhận từ tình thương từ tâm của bậc ân sư, chúng con nguyện sẽ nỗ lực cố gắng để an trú mình trong chánh pháp. Khi mà con nghe đọc những cái bài kệ của bậc ân sư nửa đêm nơi cô phong đảnh, thật sự những giọt nước mắt trong con đã khóc. Chúng con thật là phước báo trong những giờ chúng con ngủ chung nệm ấm chăn êm thì Ngài vẫn không có được an giấc. Ngài vì tất cả chúng con, vì chúng sanh đang còn đau khổ, mà trao tặng cho chúng con những bài kệ thật là thiêng liêng, sách tấn chúng con trong từng phút từng giây. Chúng con thật là biết ơn vô lượng đối với thâm ân của bậc ân sư. Chúng con nguyện trước Ngài, chúng con sẽ cố gắng tinh tấn tu hành để không phụ thâm ân vĩ đại từ trên bậc ân sư tôn kính. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ. Con kính bạch trên quý thầy,
quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Cho con xin phép được chia sẻ cảm thọ của con khi con được nghe bài thiền quán về hạnh phúc độc cư của sư phụ. Cảm thọ trong con thật là hân hoan, hoan hỷ cho sư phụ cũng giống như cho những ai và cho chính con có cơ hội độc cư, sống viễn ly nơi núi rừng. Qua những lời thiền quán của sư phụ, con cảm nhận được những cảm thọ an lạc, hạnh phúc của sư phụ ở trong đó. Con cũng cầu chúc cho sư phụ thân tâm người luôn luôn được an lạc và hạnh phúc ngập tràn như vậy. Qua bài thiền quán độc cư của sư phụ, cảm thọ thật hân hoan, hoan hỷ. Con nhìn lại thân tâm của chính mình, con có cơ hội về với hải đảo của tự thân mình để làm gì? Để nhìn ra những cấu uế dục lạc vô thường, vô nghĩa, vô tình và vô ngã ở trong đời này, để thoát ra mau, thoát ra lẹ, để đi ra cái tâm đê hèn dục vọng của phàm phu, không còn tìm kiếm những thú vui thấp hèn, những thú vui sa đọa, những thú vui si mê của thế tục. Tìm đâu chốn an lạc giữa biển khổ mênh mông, về hải đảo tự thân, nơi quy y tối thượng. Dạ thưa sư phụ cùng đại chúng, nơi quy y và đáng để quy y chính là tự thân của mình. Vì sáu nơi, ba cõi cũng từ tự thân mình mà ra, nên đáng phải quay về để quy y nhìn lại. Qua những dòng kệ của sư phụ, con thấy những hạnh phúc an lạc ngập tràn trong sư phụ. Con nhìn ra tâm của sư phụ nay no đủ. No đủ gì? No đủ pháp nhũ bậc thánh hiền, no đủ hướng tới trí tuệ bậc chân nhân. Và con cũng xin hứa phải cố gắng thật nhiều để hướng tới trí tuệ bậc chân nhân, trí tuệ bậc đạo sư, trí tuệ bậc sư phụ. Và cũng sắp đến mùa xuân rồi, con xin chúc cho sư phụ luôn luôn được mạnh khỏe, thân tâm an lạc. Và con cũng xin chúc cho quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng ở Linh Quy Pháp Ấn luôn luôn được khỏe mạnh, thân tâm an lạc và luôn sống trong chánh pháp, hành trì sống chánh pháp. Và đây là một đại chúng thật là đang ngưỡng mộ và khó tìm được. Đó là những dòng cảm xúc, những lời từ trong thân tâm con muốn nói lên. Con xin hết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thành đảnh lễ tới Phật Thích Ca Mâu Ni Chánh Đẳng Chánh Giác. Con chân thành đảnh lễ tới bậc sư phụ cao quý. Con xin chân thành đảnh lễ tới các thầy, các ni sư, các sư cô và các bậc hiền trí nơi đây. Con xin chia sẻ những suy nghĩ của mình khi được lên trên đạo tràng, trên vùng núi cao, sống cuộc sống viễn ly với trần tục. Thì trước khi lên đây thì con sống dưới gia đình, thì ở đó mình được thỏa mãn được các dục, ăn, dục uống, dục ngủ, dục nhìn, dục nghe. Nhưng mà con thấy rằng những cái dục đó nó chỉ là những cái dục tạm bợ, tạm thời. Nó chỉ đem đến những cái hạnh phúc ngắn ngủi. Nhưng sau đó mình lại sống trong cái cuộc sống buồn phiền, lo âu, suy nghĩ. Mình phải lo những cái điều này, điều kia, rất là nhiều gánh nặng. Thì cái cuộc sống đó thực sự nó không có phải là cái cuộc sống hạnh phúc mà mình mong muốn. Thì con quyết định mình sẽ thử đổi cái môi trường mình lên môi trường tu tập. Mình thử thử coi mình có được an lạc như những cái vị thầy mà họ nói. Thì khi lên đây thì con cũng không có kỳ vọng gì nhiều. Nhưng sau khi được nghe những cái bài pháp của sư phụ thì trong con nó có rất là nhiều cái cảm thọ khác lạ. Mỗi lần nghe mỗi bài pháp của sư phụ cũng rất là vui, cảm thấy rất là hỷ lạc vô cùng. Và cái đoạn mà con ấn tượng nhất là cái đoạn mà sư phụ giơ tay lên bảo phóng cái tâm mình nó rộng, nó mở, nó to với cái hỷ lạc, với tâm từ. Con thử con phóng theo thì con thấy cái tâm mình nó sao mà nó to, nó rộng mở. Cái cảm thọ nó rất là kỳ lạ. Nó giống như nó to, nó tràn ngập với cái sự vui sướng, hỷ lạc, từ bi. Nó khác với cái trước đây mình tập trung cái tâm mình trong cái sự ích kỷ nhỏ mọn của mình. Mình tập trung vào một cái người nào đó mà mình sân si, mình ghét bỏ, mình thù hận. Cái tâm sao nó nhỏ nhoi, nó ích kỷ. Mỗi lần được nghe một bài pháp của sư phụ xong thì mỗi lần nghe xong đi về á, con luôn rạng người trên một cái nụ cười. Con thấy cái cảm thọ nó rất là vui, nó rất là hỷ lạc tràn ngập trong mình. Con thấy rằng mình không còn muốn tham, muốn sân, muốn si gì trên đời nữa. Mình không có muốn thù hận, muốn oán trách, muốn ghét bỏ bất kỳ ai trên đời. Mình cảm thấy sao mình muốn từ bỏ tất cả cái gánh nặng trên vai xuống, chỉ mong muốn hướng tới cái sự an lạc của các vị thánh. Thì cho dù cái cảm giác đó nó không có kéo dài được, nhưng mà con vẫn nhờ đó mà con thay đổi cái định hướng của mình để mong muốn mình sẽ đạt được cái cảm giác đó lâu dài và bền vững. Thì sau khi đọc cái bài thơ của sư phụ thì mặc dù con chưa có thành tựu gì cho nên con không có thể hiểu được những cái cảm thọ của sư phụ. Nhưng mà nhờ cái cảm thọ sau khi nghe bài pháp của sư phụ thì con cũng hiểu được cái cảm giác an lạc, an vui đó như thế nào. Và trước đây cuộc sống của con thì con phải luôn luôn bận rộn tất bật, đi nhanh, nói nhanh, làm nhanh, cái gì nó cũng phải nhanh, phải hối hả, tất bật. Nhưng mà từ khi lên đây, con bắt đầu đi chậm hơn, nói chậm hơn, nói nhỏ hơn, cái gì nó cũng từ từ lại. Và mình bắt đầu mình nhìn sâu vào trong chính mình hơn.
mình bắt đầu mình ở một mình để mình nhìn nhận lại được mình nhiều hơn. Thì nhờ đó mình mới thấu hiểu được cái bản thân của mình. Con thấy rằng nhờ những lời chỉ dạy của sư phụ, của bậc đạo sư, con đang tập dần, buông bỏ dần những cái tham lam trên đôi vai của mình, từ bỏ những cái tham ái, dục vọng mà mình từng mong muốn. Con đang bỏ dần những cái sân hận với những người mà trước đây con thù ghét, những sân hận với những ai đang và đã làm con đau buồn. Con từ bỏ đi những cái quan điểm chấp thủ sai lệch của mình. Con từ bỏ đi cái bản ngã mong cầu được mọi người kính trọng, hay bản thân sẽ trở thành một cái ảo tưởng nào đó. Thì con thấy rằng đôi vai con đang dần dần nhẹ nhõm hẳn đi. Và con đang tập sự từ bi của sư phụ để tập yêu mến mọi người hơn. Và con mong mỏi rằng với cái sự tu tập đó, con sẽ đạt được những gì mà sư phụ hay những bậc chân nhân, những bậc cao quý đã đạt được. Và con hy vọng rằng tất cả mọi người một ngày nào đó cũng sẽ đạt được cái sự yêu, sự giải thoát, sự hỷ lạc, sự vui sướng tột độ đó, không có cái sự đau khổ nào trên đôi vai của mình nữa. Con xin hết. Con thành kính lãnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính lãnh lễ tri ân sư phụ. Con thành kính lãnh lễ quý thầy, quý ni sư cùng quý sư cô và tất cả đại chúng ở đây ạ. Dạ, cho con xin phép được trình bày cảm thọ của mình. Và bắt đầu là từ việc mà khi con nguyện là mình sẽ tìm học những lời dạy của Đức Phật qua những bài kinh trong kinh Nikaya, thì con không nhớ là như thế nào, nhưng mà vô tình con được tìm thấy một đoạn clip ngắn của thầy, của sư phụ dạy trên YouTube. Thì bắt đầu là con nghe và con học theo. Thầy dạy là khi mà thiền á thì mình phải mở mắt. Thì lúc đó con cảm giác được là trong cái thọ của con nó sẽ có cái chống đối. Bởi vì là từ trước tới giờ con ngồi thiền con chỉ là nhắm mắt thôi. Và khi mà nhắm mắt mà con cũng không tìm được cảm giác an lạc. Bởi vì là khi mà mình thiền mà nhắm mắt là mình sẽ bị ngủ gục. Rồi có khi là tưởng nó xuất hiện rất là lung tung. Rồi con nghĩ là nhắm mắt không được gì thì mở mắt sẽ như thế nào. Và ở nhà con vẫn tập mở mắt. Nhưng mà thật sự là được cỡ khoảng 2-3 phút là bắt đầu mắt nó nặng, nó trĩu lại. Rồi cái đầu nó nặng, nó cũng ngủ gục luôn. Xong rồi khi mà con học những bài kinh mà sư phụ dạy và ngủ ổn á, thì con có thực hành theo và cảm thấy là từ trước giờ mình ăn, mình nói, mình hành động á, là toàn theo bản ngã. Mình chưa bao giờ mà mình nhìn nhận lại, mình quay lại xem là cái cảm thọ, những cái hành động đó của mình có hiểu được hay không. Đến khi mà chuẩn bị Tết năm nay á, con nguyện là con sẽ lên đây để con thực hành xem những cái lời dạy của sư phụ á, có thay đổi được bản thân mình hay không.
Nhưng mà rất là không có đúng dịp là con có hỏi thầy Nghĩa và thầy Pháp Tâm là mùng 4 Tết hoặc là mùng 3 Tết thì mới có khóa tu. Thì con lại cảm thấy là rất là hụt hẫng, con tại vì con còn phải công việc, con xin nghỉ không có được. Xong sau đó không hiểu sao con nói là bây giờ không đi lúc này thì lỡ mà vô thường đến thì làm mình có một cái nó chưa đạt được. Đây là con quyết tâm con xin nghỉ phép. Và trên hành trình mà đi lên đây con cũng hơi lo lắng, bởi vì là con hồi giờ con không có đi đâu. Con cũng không biết phải nói với bác tài như thế nào mà tìm đường lên đây. Con phải tra Google, tra trên Traveloka là họ hướng dẫn. Thì con cũng không biết cái đường đó là đi như thế nào nữa. Con nói với bác tài, đây là lần đầu tiên con đến đây, bác giúp con. Xong rồi bác tài rất là tận tình chỉ dẫn. Mà cái cảm thọ của con khi mà đặt chân dưới núi xong rồi được mấy cô chú xe ôm mà chở thẳng con lên, con nói wow, sao mà con đường này mà mấy cô chú có thể đi mà vững tay lái như vậy. Mà chùa thì ở túc 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 trên, mà lúc đó con đi từ khoảng 4 giờ sáng hơn là con tới đây. Xong rồi khi mà con nghe sư phụ dạy về cách ngồi thiền, con mở mắt ngày đầu tiên là con nói thật là con mở không được, mắt con đã nhắm. Đến ngày hôm tối hôm qua, khi mà sư phụ nghe cái cho con nghe cái bài mà sách tấn á, để mà đánh được cái hông trầm và thủy miên, thì lần đầu tiên con mới đánh được cái cảm giác mà cái cơn buồn ngủ nó tới hàng ngàn hàng vạn lần luôn. Con có tỉnh được 1-2 giây là nó lại tới, rồi con nói là bây giờ con chết ở đây chứ con không có thể nào mà con để cái cơn buồn ngủ nó xâm chiếm mà như vậy. Và cái cảm thọ của con lúc đó rất là mừng và mình rất là hỷ lạc, bởi vì là mình tìm được một cái phương pháp mà có thể đánh đuổi được cái cơn buồn ngủ của mình. Khi mà ngồi thiền xong thì đến sáng hôm nay con nói là con sẽ dùng và con nhớ lại những cái lời mà sư phụ dạy á, để cho cái thời mà thiền vào sáng nay là con sẽ sử dụng. Và thật sự nó rất là hiểu nghiệm với con, là con không có còn dịu mắt hay gục nữa, mà lúc nào con cũng nhớ những lời sư phụ dạy. Và cái mà con khác được trước đây khi mà con rải tâm từ mỗi ngày ở nhà là mình cũng cố gắng mình rải tâm từ, mình thực hành tâm hiền, tâm thiện, nhưng mà nó không có một sự trào dâng. Mà con nghe sư phụ khi mà trải tâm từ là sư phụ nói là phải phóng tâm và phải thấy tình thương của mình bao la. Nhưng mà khi mà con nhìn lên ở nhà của con rồi chỉ có 4 bức tường, các cái nhà của con diện tích nó cũng nhỏ. Rồi khi mà sư phụ dạy là con ra cái khoảng núi phía sau nhìn từ tầm cao, và con trải được cái tâm từ, con tưởng tượng lại lúc mà sư phụ dạy thì con thấy là cái tâm của mình nó phóng. Và sư phụ có dặn là phải thu giữ và phải cất nó để trong tâm, thì con cũng thực hành theo, để sau này khi về nhà mình nhớ lại cái khoảnh khắc mà mình đã rải tâm từ này, để mình rộng lớn và mình trải khắp. Và một điều nữa con cảm thọ nữa là khi mà con lao tác á, cũng cái sân cái khoảng đó con quét rồi, và 2 ngày sau lại con được phân công nhiệm vụ là quét nó một lần nữa, thì con thấy là nó còn rác, nó còn như là mới. Thì con mới tập quán chiếu, con nói à, nếu mà mình không có tác ý làm sanh khởi á, mình không có tu tập, mình không có quán chiếu mình á, thì tham sân si rồi cái bản ngã rồi những cái cấu nhơ nó vẫn còn uy nguyên như vậy. Mình phải quán chiếu, mình phải tập thì từ từ nó mới đi bớt. Và khi con quét á, có những cái lá trúc nó khô, nhưng mà cái cỏ ở dưới nó mọc á, nó cao, thành thử như là con quét một lần nó không có đi, con quét 2-3 lần cũng không, nó đi rất là ít. Thì con lại quán chiếu, con lại nhìn lại, con nói à, mình tu tập một lần á, mình nghĩ là mình đã quét xong cái bản ngã, quét xong cái tham sân si của mình rồi, nhưng nó không phải. Mình phải tác ý, mình phải soi nó thường xuyên, thì từ từ nó đi dần. Rồi khi mà con quét được một đoạn rất là xa, cái con nhìn lại con nói à, ôi nãy giờ mình quét cũng nhiều vậy. Thì con tập quán chiếu liền, con nói rồi, bản ngã mày đến là mày tự mày khen mày tự mày nghĩ là mày quét được nhiều, mày không được như vậy. Rồi con về con lọc, mỗi ngày con bữa trưa con đều lọc sách kinh ra và con đọc và con lại ở sám hối diệt ngã. Lần đầu tiên mà đọc tới bài kinh này á, con rất là cảm động và có một cái cảm xúc rất là trào dâng, bởi vì là nó thật,
nó phơi bày được cái bản ngã của mình mà từ hồi giờ mình không có biết. Và thật sự là một điều rất là đúng đắn của con khi mà quyết định lên đây trong một tuần lễ để cùng tu tập, cùng sống với nếp thiền, với lại những bài kinh kệ của thầy. Con nguyện là khi mà con xuống núi thì con sẽ đem những hành trang này để mà con có thể tu tập trong cuộc sống. Và con trên đây là những cái cảm thọ của con trong những ngày ở đạo tràng. Dạ, con xin hết ạ. Nam Mô Phật, xin chúc mừng cô đã và đang tìm được chánh pháp, nhiếp phục được không trầm khi mà ngủ thiền. Và để kết thúc buổi chia sẻ hôm nay, con kính mời đại chúng cùng đọc theo con. Nay ta buông bỏ hết, nay ta buông bỏ hết những cảm thọ vô tri, những cảm thọ vô tri vô cảm trong cảnh khổ, vô cảm trong cảnh khổ. Ta về với minh trí, ta về với minh trí. Ôi nay ta phấn khởi, từ bỏ được thói đời, từ bỏ được thói đời. Ôi nay ta tràn ngập, ôi nay ta tràn ngập niềm vui của xuất ly, niềm vui của xuất ly. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.